nay chúng ta sẽ nói về chút về tiền. Tiền một người mà bên Mỹ sẽ lãnh được trung bình là khoảng 1.200 cho một cá nhân, hoặc là 1.200 cho người lớn, 1.200 cho cá nhân người lớn, hoặc là 500 cho cá nhân những người trẻ em. Thì có rất nhiều tin tức bên ngoài kia mà có thể làm cho mọi người hiểu lầm. Thì hôm nay mình sẽ cung cấp một cách có thể tốt nhất với bản thân mình hiểu, để cho mọi người cùng lấy đó mà có thể nghiên cứu lấy và làm lợi cho bản thân của mình ha. Thì bây giờ chúng ta cứ vô luôn đề tài đi, để đỡ tốn thời gian của mọi người. Thì bây giờ cái clip này nó dài cố gắng mình cho nó trong vòng khoảng 10 phút. Thì cái khúc cuối cùng của clip thì mình sẽ đi vô cái chi tiết của mọi người có thể được lãnh như thế nào, và tùy theo cá nhân ha. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vô cùng học chung với nhau ha. Nó chia ra là khoảng 603 tỷ, là chiếm khoảng tới 30% để nó giúp đỡ cho những người thất nghiệp và những người gọi là student loan, là những người đang gọi là nợ học đó. Rồi sau đó nó chia ra 500 tỷ, trong đó là 25 tỷ cho những người way and benefit, có nghĩa là những người trong máy bay đó, trong kỹ nghệ máy bay. Rồi sau đó nó chia ra thêm 19%, nghĩa là 377 tỷ cho những người làm ăn nhỏ lẻ. 17% là khoảng 339 tỷ cho, thì các bạn thấy đó, thì nó chia ra từng cái nhỏ nhỏ này. Thì bây giờ thì mình cố gắng làm cho cái clip nó nhanh, thì mình cũng sẽ không đi vào nhiều quá chi tiết của những cái phần này. Thì mình sẽ để cho cái website cho mọi người, để mọi người nếu muốn nghiên cứu thêm thì có thể lên đó coi. Thì mọi người thấy đó, cái gói mà tốn nhất á, chiếm tới 30% đó, là cái gói để cho người dân của nước Mỹ là 603 tỷ. Nào chúng ta đi qua đây cái trang thứ hai, thì họ đã nói thì những người gọi là US taxpayer may eligible, có nghĩa là những người trả thuế có thể được là 1.200, hoặc là cặp gia đình là có thể tới là 2.400, có nghĩa là vợ với chồng. Thì bây giờ mình sẽ lướt qua, và nếu ai muốn đọc tiếp thì mình cũng để cái website cho mọi người cùng đọc tiếp ha. Rồi sau đó mình đi qua bên trang tiếp. Cái trang này nó khá dài, thì trong đây họ sẽ giải thích như thế nào về quyền lợi và những người tại sao lãnh được 1.200 là một người, 2.400 cặp vợ chồng, hoặc là 500 cho những trẻ nhỏ. Thì ở đây họ sẽ giải thích cho các bạn trong cái gọi là trong cái luật mà họ mới ký của Tổng thống Donald Trump đó, là nó có dài lắm. Nếu ai mà muốn thực sự mà đào sâu vô đó để hiểu, thì mình có thể vô cái congress.gov. Cái này là của Quốc hội Mỹ. Thì nó dài là khoảng 335 trang. Nếu mà chúng ta thực sự muốn nghiên cứu về hỏi về từng chi tiết là ok, họ sẽ giúp đỡ như thế nào và vô những thành phần như sao, hoặc là vô chính phủ, hoặc là vô từng công ty, hoặc là mượn nợ như thế nào, hoặc là không có trả tiền nợ trên trường chẳng hạn, thì chúng ta có thể vô đây đọc. Thì có nghĩa rằng nó rất là đòi hỏi rất là nhiều thời gian và kiến thức nếu chúng ta muốn đọc mà hiểu. Thì hôm nay chúng ta chỉ vô những cái đơn giản, là vô cái gọi là nếu vậy thì tôi sẽ được lãnh bao nhiêu với cái đồng lương tôi đi làm. Thì có người nói là 75.000 là individual, đúng không, hoặc là 150.000 là cho cặp vợ chồng. Thì rất là nhiều con số ngoài kia mà làm cho chúng ta không thể nào nhớ được, giống như là một người dân bình thường thì không thể nào mình có thể nhớ cho mọi người được. Thì bên Mỹ này thì có cái website gọi là 8R Block là một cái nơi mà họ để mà khai thuế hàng năm. Rất là nhiều người Mỹ sử dụng cái dịch vụ này để khai thuế cá nhân, khai thuế gia đình, hoặc là khai thuế một người mà làm chủ gia đình. Thì các bạn vô trong đây thì bên đây nó gọi là Stimulus Check Calculator, có nghĩa là máy tính để mà tính ra là các bạn sẽ được nhận bao nhiêu với cái đồng lương các bạn đi làm. Thì trong đây các bạn thấy đó, nếu bây giờ mình đã khai thuế năm 2019 chưa, thì nếu nó rồi, mình single, married or head of household. Single nghĩa là cá nhân, đúng không? Married nghĩa là cặp vợ chồng, head of household có nghĩa là mình đại diện cho một gia đình, hoặc là mình đại diện cho một số người nào đó là mình khai thuế. Thì thí dụ giờ mình là single đi, mình lương mình làm 775.000 đồng một năm. Nếu mình làm 75.000 đồng một năm, mình single, mình có được đồng nào không? Thì mình được, các bạn thấy đó, là mình sẽ được là 1.200 đồng. Nhưng mà nếu bây giờ mình chỉ làm lương có 25.000 đồng một năm mà thôi, thì mình ra được bao nhiêu? Thì mình vẫn được là 1.200 đồng.
Nhưng mà nếu giờ mình làm lương cho tới 99.000 đô thì sao? 99.999, có nghĩa là 99.999 đồng. Thì mình còn được đồng nào nữa không? Câu trả lời là không. Bạn thấy rồi đó, thì nó không cho bác đạt đồng nào hết, tại vì bạn đã làm lương khá cao rồi. Nếu vậy mình làm lương tới 90.000, mình còn được đồng nào không? Cho vô mình bấm thử ra coi. Mình vẫn còn được, nhưng mà mình chỉ còn được là 450 đồng mà thôi. Có nghĩa là qua một cái mức lương nào đó thì cái đồng tiền mà mình lãnh trên 1.200 sẽ bị thụt giảm dần theo cái phần trăm mà cách tính của họ. Thực sự một người căn bản, một người dân bình thường thì không cần quá nặng vấn đề nặng nề là họ tính bao nhiêu phần trăm, 2%, 3%. Mình chỉ có cần có những gọi là con số là không cần hoàn toàn 100% chính xác, mà ít ra nó thì sai lệch hoặc 5-10 đồng, 20-30 đồng, thì đối với mình thì nghĩ nó không cái nỗi quá quá tệ hại cho bản thân. Có nghĩa là cũng đủ chính xác cho bản thân mình rồi. Bây giờ nó married couple, nếu married couple làm lương 99.999 đồng, còn được đồng nào không? Vẫn còn lãnh được thấy không? Vợ chồng lãnh được tới 2.400, có nghĩa là vợ được 2.000, vợ được 1.200 và chồng được 1.200 thì được lãnh 2.400. Giờ thì hỏi nếu bây giờ trong gia đình mình có khoảng 2-3 đứa con thì sao? Nếu bây giờ các bạn có 2 đứa con thì nhớ nha, những người con này là sao? Number of children under age 17, có nghĩa là những người con dưới 17 tuổi. Nếu những người con của các bạn dưới 17 tuổi thì các bạn sẽ được lãnh mỗi người bao nhiêu? Là 500 đồng cho mỗi người con đúng không? Thì nếu 500 đồng mỗi người con thì trở thành gì? Trở thành 1.000 đồng, 1.000 cộng cho 2.400, có nghĩa là ra gì? Có nghĩa là 3.400. Nếu giờ mình có 3 người con thì sao? Cho số 3 vô thì cộng thêm 500 đồng nữa. Thí dụ mình là một gia đình đông đúc thì mình tới 5 người con thì sao? Nó ra tới 4.900, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu giờ hai vợ chồng làm lương cao chẳng hạn, giờ hai vợ chồng làm lương tới 1.199.000 đi, thì còn nào còn được đồng nào nữa không? Không, thì còn được mỗi 2.400, là hóa ra là chỉ còn tiền cho các con mà thôi đúng không? 500 không phải nữa, mà lúc này là họ tính là vừa con vừa cha mẹ cộng gồm lại là còn khoảng được 2.405 sen. Có nghĩa là cái công thức này trên đây á, nó sẽ dễ dàng hơn cho từng cá nhân. Thì các bạn không cần phải chạy đi đâu hỏi ai, và không cần phải quá ư đặt nặng vấn đề là mình coi coi mình sẽ biết mình bao nhiêu tiền. Thì mình bên Mỹ thì thực sự nếu một người dân đi làm bình thường thì cũng chỉ có 3 diện khai thuế: diện độc thân, diện cá nhân, diện vợ chồng ha, và diện gì là mình khai thuế cho cái gia đình hoặc là đại diện cho một số người nào đó mình khai thuế. Giống như là ví dụ như mình độc thân đi, nhưng mà mình có 2-3 đứa cháu là mình nó ở với mình và mình nuôi dưỡng cháu của mình trả tiền cho cháu của mình, thì những người cháu đó mình có quyền claim, thì mình có thể để cho trong đây. Ví dụ mình trở lại single đi ha, single mà giờ mình làm 90.000 đồng, xin lỗi mình qua đây hát ao hồ đây, mình làm 90.000 đồng mà mình có tới 2 người cháu mình phải chăm sóc thì mình được đồng nào không? Thấy không, nó hiện ra là 2.200 đồng. Có nghĩa là mình có thể là độc thân nhưng mà mình có 1-2 đứa cháu hoặc 1-2 người ở chung với mình mà mình chịu trách nhiệm trả tiền và nuôi dưỡng họ dưới 17 tuổi, thì họ với chính phủ vẫn cho mình tiền. Có nghĩa là 500 đồng cho mỗi một cá nhân, những trẻ nhỏ dưới 17 tuổi, và bản thân mình là 1.200. Thì cái con số đây họ gọi là adjusted gross income nha. Các bạn nhớ cái từ cho chính xác là từ gross income, nghĩa là từ tiền mình lãnh trước khi trừ thuế. Tiền mình lãnh trước khi trừ thuế là gì? Ví dụ bên Mỹ mình làm lương 20 đồng một giờ đi, một tuần mình làm 800 đồng. Thì 800 đồng đó một tuần của mình, giờ mình lấy 800 đồng một tuần nhân cho 52 tuần, có nghĩa là 41.600 đồng của mình một năm. Cái đó là cái tiền trước khi trừ thuế mình làm được là 41.600 đồng. Sau khi trừ thuế rồi, giống như mình cho vô 401k, cho vô này, cho kia, đó là quyền của mình. Nhưng mà cái con số mình cho vô cái box này, cái hộp này á, là con số của đồng tiền trước khi trừ thuế. Nhớ nha, cái đó là cái quan trọng, là con số trước khi trừ thuế. Cứ cho vô và mình bấm theo cái diện của mình: single, married, head of household, có những trẻ nhỏ dưới 17 tuổi hay không, cho vô đó và bấm cái calculate và nó sẽ hiện ra cho mình có được bao nhiêu. Ví dụ như mình head of household nhưng mà mình là một người lương khá tốt, chứ mình là bác sĩ chẳng hạn, mình làm y tá hoặc là mình làm một cái chức vụ gì đó mà đồng lương mình rất là cao, ví dụ mình làm được 200.000 chẳng hạn đi một năm, thì còn được đồng nào không? Thì con số hiện ra là mình không còn đồng nào cả. Hỏi ông cho mình nữa, tại vì lương mình khá cao vậy ha.
Thì bây giờ qua một cái cuối cùng cái này thì thực sự mình cũng không, nhưng mà mình cũng không muốn đi vào chi tiết lắm. Cái diện cuối cùng, cái diện cuối cùng là những người đang nhẫn lãnh, gọi là social security disability, là những người mà gọi là bị tàn phế mà đang lãnh tiền social security, họ có được lãnh cái đồng tiền này không? Câu trả lời là được. I'm social security and don't file tax, do have to file stimulus. Thì những người này, đây là những cái câu hỏi và ra hỏi về, có nghĩa là nếu tôi đang lãnh trợ cấp thất nghiệp chẳng hạn, là nếu tôi đang lãnh tiền già chẳng hạn, là nếu tôi đang lãnh tiền tàn phế chẳng hạn, nếu tôi đang lãnh tiền hưu chẳng hạn, thì tùy trường hợp theo cái đồng tiền mình lãnh thì họ sẽ đưa cho mình, hoặc là họ có thể trừ thuế hoặc trừ lại cái đồng tiền mình đang lãnh. Mình phải nhớ rằng cái tiền mà 1.200 với 500 này, tiền này nó gọi là tax credit. Tax credit là cái tiền họ cho thêm những người đi làm đóng thuế, vì họ giúp đỡ những người đi làm trong đóng thuế vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn lúc này, thì gọi là tax credit. Vậy nhá, thì hy vọng những cái website vừa rồi của mình, hy vọng cái những website của mình mới đưa cho các bạn sẽ giúp cho các bạn có những câu trả lời chính xác hơn. Còn những cái thực sự mà các bạn muốn đào sâu vô đó thì trên đó cũng có những cái website, và mình cũng để những cái link bên dưới đó để cho các bạn, nếu có thời gian, có thể đi vào đó học thêm, tìm hiểu thêm, để cho các bạn có thêm một kiến thức một cách rõ ràng, chứ chúng ta không cần phải, có nghĩa là mày mò hoặc là nghe người này nghe người kia, nhiều khi nó lại không đúng, và những tin tức không đúng nhiều khi mà chúng ta lại đi nói người này nói người kia, nhiều khi lỡ, không phải là mình cố ý, nhiều khi lỡ mồm lỡ miệng mà làm cho cái ý tốt trở thành ý xấu, hoặc là làm cho những sự hiểu lầm xảy ra không cần thiết. Vậy nhé, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hy vọng clip vừa rồi sẽ mang cung cấp cho các bạn một cái gì đó tốt cho cuộc sống của các bạn. Một lần nữa, chúc mọi người bên ngoài kia được bình an và an bình bên gia đình của mọi người ha. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. An American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the U.S. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the U.S.